Một nữ bệnh nhân tại Thái Lan do bị tiêu chảy đã đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên sau 9 ngày nhập viện, bệnh nhân đã được chỉ định cắt cụt bàn tay phải, một số ngón tay trái và toàn bộ ngón chân. Nữ bệnh nhân sau đó đã viết đơn khiếu nại để nhờ cơ quan chức năng làm rõ. Theo đó, nữ bệnh nhân ở Chumphon, Thái Lan nhập viện điều trị do bị tiêu chảy kéo dài không dứt. Quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị suy thận nghiêm trọng và cần điều trị chạy thận nhân tạo. Đến ngày hôm sau, chồng bệnh nhân được yêu cầu ký giấy đồng ý phẫu thuật cho vợ. Tuy nhiên anh này đã rất hoang mang khi thông tin trên giấy lại chỉ định phẫu thuật ruột thừa, hoàn toàn không liên quan đến tình trạng bệnh của vợ anh. Do tin tưởng bác sĩ, người đàn ông này vẫn quyết định ký giấy mà không hỏi lại. Sau 9 ngày điều trị, bệnh tình của người phụ nữ không khả quan. Các ngón tay, ngón chân bắt đầu bị đen, bệnh nhân lâm vào tình trạng nói năng không rõ ràng, có lúc gần như mất đi ý thức. Lúc này bác sĩ kiểm tra lại và phát hiện bệnh nhân đã bị nhiễm trùng máu, buộc phải cắt cụt bàn tay phải, một số ngón tay trái và toàn bộ ngón chân để bảo tồn tính mạng. Sau khi ra viện, cặp vợ chồng vẫn không hiểu lý do, nghi ngờ có sự sai sót của y bác sĩ trong quá trình điều trị. Hai người đã quyết định gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng để nhờ giải quyết. Trước đó, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra ở Brazil. Cụ thể vào ngày 24 tháng 4, người phụ nữ tên Santos Silva, 35 tuổi, làm nghề vũ công Samba, đã bị cắt cụt cánh tay trái phía trên khuỷu tay sau khi được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung. Nguyên nhân sự việc là do sau ca phẫu thuật 2 ngày, các đầu ngón tay trái của cô chuyển sang màu đen. Sau khi chuyển đến Bệnh viện Tim mạch Quốc gia, bệnh nhân đã phải cắt bỏ cánh tay do chức năng thận và gan bị tổn hại nghiêm trọng, có nguy cơ nhiễm trùng toàn thân. Bệnh viện này cũng không giải thích vì sao cánh tay của cô bị hoại tử.